Xin được chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay đây thì em sẽ đi lắp một cái gói combo 215.000 một tháng. Thì em sẽ review để mọi người thấy là nó cái gói 215 này nó ok hay không. Thì thời tiết hôm nay nó cũng khá là khó chịu mọi người ạ. Sương mù rất dày. Cái gói 215.000 một tháng này thì mọi người được trang bị là một cái modem wifi, tốc độ theo cam kết là 30m, trên thực tế thì nó đo sẽ được khoảng 60m, và một cái đầu thu truyền hình số của Viettel. Cái gói này nó sẽ xem được hơn 170 kênh truyền hình miễn phí, và trong đấy nó có cái hơn 100 kênh là cái truyền hình VOD, cho phép mọi người có thể để mua được các kênh truyền hình theo cái nhu cầu của mình. Kính bị mờ, nước vào nó bị mờ. Gói 215.000 này thì mọi người ban đầu mọi người phải đóng trước là 6 tháng. 6 tháng thì bây giờ cái tỷ lệ được tặng 2 tháng thì nó chiếm một độ đâu đấy 60-70% gì đấy. Là bình thường thì mọi người sẽ được tặng thêm 1 tháng. Vì cái gói cước này thì từng khu vực nó sẽ có những cái mức giá khác nhau nha mọi người nhá. Không phải ở đâu cũng là 215.000 như kiểu ở nông thôn thì khả năng cái gói này là nó bao gồm tất cả nông thôn, còn thành thị như kiểu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ không phải là cái giá cước này, hoặc là các tòa nhà, các chung cư thì nó sẽ không có cái giá cước như này đâu. Đó. Mùa này ở thời tiết ở quê thì nó rất là nhiều sương mù, không khí lạnh tăng cường rồi. Nào chúng ta hãy cùng lên đường nhá. Ở đây nhà khách hàng rất là gần, cho nên em cũng không có quay video. Bây giờ em sẽ bấm cái đầu phát ở ngoài hộp. Ở ngoài hộp thì mình chỉ cần bấm cái đầu phát connect, xong rồi mình sẽ ghi tem nhãn vào là xong. Hôm nay đi quên mất không mang cái đầu phát mới, cho nên là phải sử dụng đến cái đầu phát cũ nha. Cái tín hiệu chuẩn mà từ ở trong nhà khách hàng mà đo là sẽ nằm từ âm 17 đến âm 25 dB là tín hiệu tốt. Còn ngoài đấy thì nằm trong cái giải thu thấp hoặc thu cao ấy thì tín hiệu nó sẽ bị chập chờn. Đây là cái tem nhãn ạ. Ở trên cái tem nhãn này sẽ ghi cái thông tin khách hàng. Nó sẽ bao gồm cái support cắm này, hộp cáp, chỉ số mét cáp, tên khách hàng, tên cái hợp đồng. Đây, ở ngoài hộp chúng ta chỉ cần bấm cái đầu phát thôi, ghi tem nhãn đầy đủ là được. Nếu mà cái hộp cáp bẩn quá thì mình vệ sinh qua đi. Đấy, sắp xong rồi. Dán cái nhãn ở trong cái hộp là được. Ở trong nhà với lại ngoài hộp này cũng phải ghi thông số nha mọi người. Rồi, đậy nắp vào thôi, đi thôi. Quay về nhà khách.
Rồi, chúng ta đã bấm xong cái đầu phát connect ở ngoài hộp rồi. Chốt dây về nhà đó mà. Video ở đây thì lúc trước thì em đã lắp sẵn rồi. Cho nên bây giờ về chỉ cần cài đặt cho cái tivi vào là được. Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ. Ở cái đầu thu Viettel này nó sẽ xem được YouTube mọi người nhé. Tuy nhiên khi vừa mới lắp đặt xong rồi ấy, anh em kỹ thuật phải nghiệm thu thì mới xem được YouTube. Còn nếu mà chưa nghiệm thu ấy, thì cái YouTube này nó sẽ báo lỗi. Ở đây là em chưa nghiệm thu cho nên là nó không tải xuống được này. Còn xem truyền hình bình thường, sau khi anh em kỹ thuật đã đấu nối xong rồi ấy, thì tất cả các dịch vụ của đầu thu là xem được. Chỉ trừ mỗi YouTube là chưa tải được. Đấy. 171 kênh free. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Bây giờ chúng ta rút quân thôi. Để đây cho khách hàng đốt. Vì ở đây là địa bàn nó khá là xa so với trung tâm huyện. Cho nên là bọn em cũng thu luôn tiền cho kinh doanh. Để kinh doanh đỡ phải vào. Ở đây khách hàng đóng là 6 tháng. Hết 1.290.000. Đây là khách hàng. Đưa cho em 1.500.000 và em giả lại 210.000. Một cái thuê bao gần như này thì lắp khoảng độ tầm 30 đến 45 phút là xong rồi nhé. Có cái thuê bao này khá là gần. Thôi, chúng ta kết thúc video đây ở đây thôi. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký kênh giúp em. Xin chào tất cả mọi người.